Quan tài này là Phật tử ở trong số người ta gom ít tiền để như là xây dựng. Sau khi vị sư cả ông qua đời thì người ta sẽ để xác của ông như trong đây. Rồi sau 2-3 năm thì người ta sẽ mới đem đi thiêu. Vậy đó. Vậy thì dạ. Tiền thợ là thuê hết bao nhiêu? Thuê hết 200 mấy triệu á. Ui. Tiền gây gỗ cũng 200 mấy luôn á. Vậy là gần nửa tỷ đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Nửa tỷ đồng một cái quan tài. Không thiệt. Dạ. Nè, chào một cô bác anh chị cùng xem ha. Từ cái dưới chân cái quan tài mà lên trên này á, mình hiện giờ là cao một gần 1m7, nhưng mà lên trên này là ước chừng là phải 2m. Dạ. Á, hơn 2m hơn ha. Dạ. Và chưa kể là cái tháp đó là 2m rưỡi á. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại ngôi chùa núi Tà Phạ, một ngôi chùa ở Khmer, ngôi chùa Nam Tông nổi tiếng, linh thiêng và rất là lâu đời ở địa phương này rồi. Và Nhân có nghe nói thì trong ngôi chùa này có một điều vô cùng đặc biệt, đó là một chiếc quan tài được làm sẵn cho một vị sư, mặc dù vị sư đó vẫn còn tại thế, vẫn còn sống. Và giá trị của chiếc quan tài này thì lên đến hàng trăm triệu đồng. Thì Nhân thấy một cái câu chuyện nó cũng rất là kỳ lạ, với một cái chiếc quan tài làm cho người còn sống cũng như là với một giá trị cực kỳ khủng như vậy. Thì Nhân sẽ chia sẻ với cả nhà câu chuyện này. Hôm nay thì Nhân đi cùng với anh Phong Bụi, và có lẽ thì sẽ nhờ anh Phong Bụi dẫn chuyện phần còn lại. Bởi vì thực sự thì trong chuyến đi miền Tây chia sẻ về những video vừa qua thì Nhân cũng gặp vấn đề về sức khỏe, cho nên là cho đến hiện tại thì đang khá là mệt rồi, cho nên là Nhân sẽ nhường cái phần sau lại cho anh Phong Bụi, mong mọi người thông cảm nha. Hai anh em sẽ cố gắng gửi đến một video hoàn thiện nhất cho cả nhà. Mến chào quý cô bác anh chị, thì ngày hôm nay Phong Bụi đang có mặt tại chùa Tà Phạ ở thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và đây là ngôi chùa mà nằm trên cái quả đồi rất là đẹp nha cô bác anh chị. Từ cái chùa này mà mọi người có thể phóng tầm mắt nhìn thấy hết cả thị trấn luôn, đúng không sư? Dạ đúng rồi. Và người đang đứng kế bên Phong đây là sư Thôn, hay còn gọi là sư Nhỏ. Đã từng, dạ. Chắc là có lẽ rất là nhiều người biết đến câu chuyện là sư đã từng 2 lần chết đi sống lại rồi. Dạ. Và hôm nay thì sư Thôn có dẫn tụi mình tham quan ngôi chùa và một cái công trình rất là đặc biệt. Cái căn dạ. nhà này là như thế nào vậy sư ạ? Dạ, căn nhà này là như là phòng của sư cả, và ở trong phòng này là có một như là phần tử người ta làm để cúng dường. Sẵn sau khi ví dụ như vị sư cả ông mất qua đời thì người ta sẽ để vô trong cái hài cốt đó. Dạ. Dạ. Yeah. Thi thể em ơi. Dạ. Ôi cái cửa đã ghê không? Đúng không á? Khi mà con đặt chân vào ấy, thì con thấy là cái mái vườn rất là cao. Bảo trước để dạ. một cái thấm thảm vải màu trắng này. Dạ. Thì cái thảm này thì để mục đích gì vậy? Thảm này để trang trí ở chỗ cái chỗ để sư cả đó. Hình như là con cảm giác thấy là xung quanh đồ này là toàn đồ gỗ mà. Đúng rồi, thì gỗ này không? Là gỗ ở Việt Nam mà. Gỗ này cũng có gỗ thì khắc ở Việt Nam, có cái thì đem từ Campuchia về nữa. Dạ. Thì hôm nay thì đến thì sư có thể chia sẻ cho con bác chị rõ được là các cái đồ nội thất ở đây cũng như các cái công trình ở bên trong căn nhà này là gồm những cái vật dụng gì nha. Dạ. Dạ, ví dụ như cái này dạ. Dạ, cái này là nhiều đồ để mình đựng tiền đó, mà người ta khắc làm thành hoa văn nặng lắm á. Ui. Đó. Là đây là để mọi người dạ. cúng dường vào á. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái này là bằng gỗ. Còn cái này là bằng cái trống. Trống này da. Da rắn. Đúng rồi. Rắn nó lột da chứ không phải là mình bắt con rắn thôi nha cô bác anh chị. Khi rắn nó lột da thì nó để lại bộ da. Là cái trống. Dạ. Còn đây là Phật Ngọc nè. Đúng rồi. Có một cái đặc biệt nữa, con khi mà con bước vào á, dạ. con thấy một cái ấn tượng đó là một cái quan tài. Đúng rồi, quan tài. Quan tài này là Phật tử ở trong số người ta gom ít tiền để như là xây dựng. Sau khi vị sư cả ông qua đời thì người ta sẽ để xác của ông như trong đây.
rồi sau 2-3 năm thì người ta sẽ mới đem đi thiêu gì đó. Vậy là... để vào trong cái tháp lại. Ôi vậy là đây là cái quan tài. Đúng rồi, quan tài á. Quan tài chuẩn bị để... quan tài bằng gỗ á. Nhưng mà sư cả vẫn chưa mất mà sao lại? Dạ chưa mất mà người ta làm sẵn rồi luôn á. Thí dụ như là sau khi ông mất liền liền thì mình làm liền thì nó không có được đẹp. Yeah. Với lại làm sẵn vậy thì nó đẹp hơn, với lại nó như vậy hơn. Mình kiếm người ta làm mà liền liền là không có được đẹp đâu, với lại khô kiếm cây gỗ. À, theo lý giải của sư Thôn á, tại vì dạ. sư Thôn là người Khmer, cho nên là khi mà nói tiếng Việt á, đôi khi nó dẫn giải từ ngữ đó cũng không có rõ ràng. Dạ. Mình có thể tóm gọn lại như thế này. Đây là một cái quan tài do chính những cái bà con trong thâm sóc này, người ta đi chặt rồi họ đi mua những cái gỗ quý. Gỗ này thì xuất phát từ đâu ạ? Xuất phát mua ở chỗ ở An Giang của mình á. Ở An Giang của mình. Dạ. Và cái gỗ này thì người ta bỏ công sức ra, người ta đóng thành một quan tài. Mình mời thợ người ta điêu khắc rồi mình trả tiền cho, còn tự người ta trả tiền cho. Ồ. Vậy thì dạ. tiền thợ là thuê hết bao nhiêu? Thuê hết 200 mấy triệu á. Ui. Tiền cây gỗ cũng 200 mấy luôn á. Vậy là gần nửa tỷ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nửa tỷ đồng một cái quan tài. Không thiệt. Dạ. Là toàn bộ cái việc mà mua gỗ cho tới lúc mà trả tiền để đóng cái quan tài này thì Phật tử họ. Phật tử dạ. Là... Phật tử rồi với lại vị sư ở chùa khác. Thí dụ như sư cả ở chỗ này là hòa thượng, với ông cũng có rất là nhiều như là vị sư á. Người ta cũng có ít tiền để người ta xây dựng, để như là cúng dường cho ổng sẵn vậy đó. À. Dạ. Ui. Nè, cho một cô bác anh chị cùng xem ha. Từ cái dưới chân cái quan tài mà lên trên này á, mình hiện giờ là cao gần 1m7, nhưng mà lên trên này là ước chừng là phải 2m. Dạ. hơn 2m ha. Dạ. Và chưa kể là cái tháp đó là 2m rưỡi á. Dạ. Wow. Vậy thì là xây rất là nhiều tầng ở này. Dạ. Cái này là tầng. Nó một khúc đó mình bưng ra được á. Gỗ dây cung ta. Hình như là vậy thì khi mà sư mất thì mình để đặt nằm ngang không? Đúng rồi. Còn những cái tầng này là trống hay là trống. Mình sẽ để cát để gì ở trong đó rồi nó sẽ rớt nước xuống đây, và sẽ để một ống nữa bay lên trên bay hơi á. Bay hơi. Đúng rồi. À, theo cái đèn không con, nhờ sư bắt đèn lên cho rõ. Dạ, sư có đèn không bật giùm con với. Người dân Khmer ở đây thì người ta sẽ hỏa táng. Riêng các vị sư thì mình không có hỏa táng hay sao ạ? À? Vị sư cũng hỏa táng nhưng mà 4-5 năm sau mới hỏa táng. À. Vậy đó. À, như vậy là bây giờ nếu mà sư cả mà mất đi á thì mình sẽ chôn vào đây. Dạ không, để vô trong đây rồi sau khi như là Phật tử người ta cũng góp tiền, với lại Phật vị sư cả vị sư khác người ta sẽ họp lại rồi mới làm lễ hỏa táng rồi vậy mới lấy cái cốt á để vô trong cái tháp lại nữa. Dạ. Ví dụ như vị sư kể khi mà hỏa táng có sắc lợi Phật, sắc lợi, dạ. sắc lợi sư thì dạ. mình dùng những vị sắc lợi đó thờ hay là mình sẽ tặng cho các Phật tử để... Dạ không, đem đi thờ ở trong chánh điện rồi si như trong chánh điện hoặc ở trong cái tháp, rồi mỗi khi cô làm lễ làm gì thì Phật tử người ta sẽ đốt nhang, người ta thờ cúng á. Vậy thì toàn bộ cái căn nhà này khi mà sư cả mất đi thì dạ. có ai được vào không? Bình thường. Dạ được vào, mà mình chỉ có vào tham quan hoặc là quét dụng. Với Phật tử người ta vô đây đốt thuốc, đốt nhang cái gì thôi, vậy đó. Như là chỗ thờ niệm á. Sư Thon đứng ở đây thử cái... Sư Thon thiệt ra đứng mới có tới đây à? Dạ. Rồi xin, ví dụ trên này có bụi bặm là sao Sư Thon lau? Đừng ở bên đây lau cũng được. Leo lên hả? Leo lên trên đây, rồi quét lại. Lâu không tới sao? Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người họ sẽ tranh cãi như thế này. Họ nói là khi mà mất đi á thì tất cả mọi người đều trở về cát bụi hết. Đúng rồi. Và cái việc mà Phật tử họ bỏ một cái khoản tiền nửa tỷ đồng để họ làm những cái nhà hoàng như vậy á thì nó rất là lãng phí. Đúng thì quan điểm của sư Thôn sư thì cũng thấy nó lãng phí, nhưng mà mỗi con người thì nhưng mà vị sư cả ổng là vị sư bắt đạo, với lại là tu lâu năm vậy ổng bỏ con không có bỏ ổng vô đây tu rồi mới Phật tử người ta thấy một kiếp người thì chỉ được có một lần mới người ta cúng dường, cho dù là đốt bộ người ta cũng hết lòng để mà thờ cúng kính nữa nha. Như sư mình có thể tóm gọn như thế này. Đối với người dân Khmer á thì cả cuộc đời của người Khmer họ gắn chặt vào chùa.
Khi mà một đứa trẻ sinh ra thì những đứa trẻ đó sẽ được các vị sư ban phép. Đúng rồi. Rồi sau đó đứa trẻ lớn lên thì sẽ được gửi vào chùa để tu, tu báo hiếu cha mẹ. Đúng rồi. Và tiếp tục thì khi mất đi thì người ta sẽ đốt tro cốt và đem mang cái hũ tro cốt bỏ vào chùa. Tức là một cái vòng đời của một người Khmer là gắn chặt vào chùa. Đúng rồi. Và cái việc mà sư cả họ ở với đức tính tốt hạnh ấy, thì khiến cho bà con sùng bái, cho nên là bà con sẽ bỏ tất cả các cái tài sản của mình để giúp đỡ cho sư. Dạ. Hầu như là cũng chia sẻ thêm, ví dụ như chẳng hạn như sư Thon đây. Dạ. Thì chỉ có hai bộ đồ thôi à. Hay đây gọi là bộ y này. Thì chỉ có hai bộ y duy nhất thôi, cho nên là các vị sư ở đây năm tông thì gần như không có nhiều tài sản. Các tài sản đều gửi vào chùa hết à. Dạ đúng rồi. Ở tâm anh một dòng hả sư? Dạ. Nhưng mà cho hỏi thêm sư thêm là ví dụ như những cái quan tài vậy á, cái những cái chạm khắc á, thì nó có ý nghĩa hoặc là nó hình thù nó là nó mô phỏng là cái gì? Là chạm khắc này được như là chạm khắc theo người Khmer đó, người ta chạm khắc theo phong tục tập quán của người ta. Như ví dụ như những cái hình như vậy nha. Hình này là hình Rihu á, Rihu là người nuốt bạc trắng á, nghe thấy ông thần mà nuốt bạc trắng á, thấy trong triển á, thấy không? Đúng rồi, ông thần nuốt bạc trắng á. Đây là hai con mắt nè. Đúng rồi. Ừ, hàm râu nè. Trong trong đạo Phật rồi kể cả đạo Hindu luôn. Dạ. Vị thần đây là vị thần canh giữ. Đúng rồi. Dạ. Rồi những cái này là thần gì đây ạ? À, đó là con rồng á. Con rồng. Con rồng là tượng trưng là hung dữ để bảo vệ cái chánh điện, hay là trong chùa chiền của người Khmer chùa nào cũng phải có con rồng hết trơn á. Dạ. Rồi thứ hai nữa là tại sao là ví dụ như là một cái quan tài thì nó chỉ kết thúc vào cái phần này, tại sao làm những cái bậc thềm đây, nó có ý nghĩa gì không? Dạ thì cũng không biết, nó chắc làm cho đẹp hay là sao. Làm một cái bậc gỗ đó nha. Dạ. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc rồi mới tới cái quan tài hai này, hai khớp nối này chứ không phải là liền. Đúng rồi, khớp nối. Ví dụ như là ở trong đạo Phật ấy, thì những cái tháp mà sau khi những người trụ trì người ta mất ấy, thì người ta sẽ có tính theo ví dụ như cái năm hoặc cái gì đó thì người ta sẽ làm theo cái khác cái tầng, còn cái này thì cũng không biết. Dạ, nghĩa là cho nói thêm là ví dụ như những cái quan tài rất là đặc đáo như vậy thì chỉ có sư cả mới được, như cân nhắc đúng rồi, chỉ có sư cả thôi, sư cả mới có, còn mấy vị sư mới tu thì chắc không có đâu. Ít lắm. Một chùa vậy, một thí dụ như trong tỉnh An Giang này chỉ có hai vị sư gã thôi là có quan tài vậy. Chùa nuôi cũng có, với chùa Sài Sô cũng có vậy đó. Chùa Sài Sô. Vậy là ở ngôi chùa chỉ có hai ngôi chùa thôi ở ngay tại tỉnh An Giang mình là mới có được cái quan tài sẵn vậy. Hai ngôi chùa với một ngôi chùa là chùa Cốc Trang. Biết chùa Cốc Trang không? Dạ biết ạ. Và hiện tại thì sư gã cũng mất bà đệ vô trong cái này rồi. Chỉ có vị sư cả, vị sư đắc đạo thì mấy phật tử người ta mới thờ, mấy người ta cúng dường, mấy người ta như là hết lòng để cúng dường gì đó. Còn vị sư nhỏ thì chưa có đâu. Còn người kia là những cái hình, chắc là có lẽ là các vị sư. Đây là vị sư bảy, vị sư chùa núi, bây giờ hiện tại là ông đã mất hết trơn rồi. Chỉ còn vị sư hiện tại là sư cả. Sư cả là hình nào? Dạ, đây. Đây là sư cả hiện tại, còn sáu vị sư kia là ông đã mất hết trơn rồi. Vậy là vị sư cả của mình ở chùa mình là đây. Dạ, đây nè. Đây. Còn mấy vị sư này là ông mất hết trơn rồi. Đây là vị sư đầu tiên xây dựng chùa Tà Phạ luôn á. Giờ ông mất hết trơn rồi. Đây là coi như là trải qua 2, 4, 6, 7, 7 đời rồi. Đúng rồi. 7 đời, mỗi đời của các vị sư là khoảng 50 năm đi ha. Đúng rồi. Thì 7 đời là 350 năm. Đúng rồi. Thì tính ra ngôi chùa mình là tuổi thọ là bao nhiêu năm à? Dạ, tuổi thọ mới được có 165 năm à. 165 năm? Dạ. Một vị sư vậy, vị sư chứ là không tới 50 năm đâu. Dạ. 10-20 năm? Đúng rồi. Bởi vì hồi xưa là có chiến tranh nhiều, với lại vị sư. Và mình thân quan con vẫn hết sinh. Dạ, anh bụi ở đây đẹp nè. Đẹp. À, cái này là lấy từ Sri Lanka vậy á. Sư Linh Gia giờ vỡ nợ rồi. Hả? Vỡ nợ. À, vỡ nợ rồi. À, đây cho cô bác chị xem cái con bồ câu ha. Dạ. Được sư thỉnh từ đất nước Sri Lanka. Dạ, cái này là nó cân bằng á, không có. Hay gọi là nước Tích Lanka. Đúng rồi, Tích Lanka. Dạ. Tại Lanka nó cũng cân á. Ừ. À, cái này là Phật tử nào cũng dường cho sư á? Phật tử ở Sri Lanka người ta cũng dường chỗ đó. Ở đó cũng có vị sư gãi tham quan ở đó, rồi cũng có vị sư Sri Lanka qua đây tham quan chùa luôn.
gì đó qua lại em. Vậy các vị sư ở Sri Lanka? Mà vị sư ở Sri Lanka, mình đi thăm quan vị sư Sri Lanka hay là người ta hỏi mình, mình tu được bao nhiêu tuổi rồi, nếu mình tu ít tuổi hơn thì mình phải chào hỏi người ta. Còn mình ở đây là sư gã thì ông tu nhiều tuổi hơn, người ta chào hỏi quá trời luôn rồi. Dạ, nhưng về cái ngôn ngữ thì sao? Ngôn ngữ thì có một vị sư ở ở thành phố Hồ Chí Minh đó, ông biết luôn, đào tạo, ông biết rành tiếng tiếng Anh tiếng Việt luôn á, mà ông dịch ra được. Dạ là mỗi lần các vị sư bên đó qua thì phải nhờ sư ở thành phố. Dạ. Này hay ghê ta. Sao mà nó cân bằng được? Cân bằng chính xác à? Thôi này. Bởi vậy nó mới gọi là độc đáo. Hơi đau cái tay thôi. Đau quá. Như nó bổ cái tay rồi ha. Sư thon để thử. Đau không? Không đau, sao mình đau dữ trời. Chưa tu á, tu đắc đạo nó mới được vậy. Chính xác là dạ, năm nay là sư thon bao nhiêu tuổi à? Dạ sư hiện tại là 32 rồi. 32 rồi. Dạ. Dạ. Vậy là sinh năm 91. Dạ giờ chúc sư giới thiệu chỗ cầu thang đi. Mời mọi người tham quan tiếp dạ tục rồi. Một vòng chùa sư, đi. Sư tắt đèn chút nha. Và cách đây khoảng hơn một năm trước á, khi mà mọi người đến chùa Tạp Bà thì sẽ không thấy những cái công trình này. Dạ. Và nếu như ai đến buổi sáng hay buổi chiều thì mọi người sẽ bắt gặp sư thon, một cái người rất là nhỏ xíu xíu à. Dạ. Ngồi khiêng cái đá, khiêng gạch để xây dựng công trình này. Thì những ngày này là sư vẫn còn làm chứ? Dạ còn làm á. Còn làm. Dạ. Mỗi ngày như vậy thì sư mất khoảng mấy tiếng đồng hồ để có thể là bắt buổi xây. Buổi trưa thì làm từ 3 giờ đến 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi mới nghỉ. Từ 3 giờ. Từ này. Từ xuống này ha. Dạ. Đây là cái bậc cầu thang mà các vị sư gồm sư thôn là sư phó dạ của ngôi chùa này. Hiện tại với chỗ chính giữa này là đang để Đức Phật. Đức Phật cao khoảng 2 mét á. Đức Phật anh thấy ở trước cổng á. Dạ. Đức Phật là bằng bằng đá để ở đây. Như Đức Phật đi xuống dưới từ trên trời đi xuống tới dưới luôn á. Dạ. Dạ. Và để ở dưới thì để Đức Phật nằm á. Đức Phật nằm. Dạ. Để cho sư phép chứ nha. Và đây là dự kiến là sư Thon sẽ xây một cái bức tượng đặt ở vị trí này. Dạ. Và bức tượng này là bức tượng gì ạ? Bức tượng này là bức tượng Phật hiện tại đã cũng đang xây ở Campuchia mà chưa đem về đâu. Mới hiện tại mới đem về được có hai vị thôi. Dạ. Dạ. Con thấy là sư bỏ rất là nhiều công sức một dạ thời gian dài nhiều năm để tự xây cái cầu thang này. Dạ. Tại sao mình không thuê thợ làm cho nó nhanh tiến độ? Hiện tại cũng thuê thợ nó được. Thợ thì 2-3 người thợ với làm với mấy vị sư và mấy đồ đệ ở trong chùa tiếp yeah làm á. Nếu mà mọi người có dịp mà đến với thị trấn Tri Tôn á thì mọi người hãy đến yeah ngôi chùa Trạp Tà Bạ này, tại vì chùa Tà Bạ này rất là đẹp, nằm ở trên quả đồi, có đúng thể rồi bao phủ hết cả cái thị trấn. Bên này có thể nhìn thấy được cái đỉnh núi linh thiêng, đó là Phượng Hòn Sơn hay gọi là núi Cô Tô. Còn bên yeah này là thấy cả thị trấn, nên là đây là một cái địa điểm du lịch cũng như là địa điểm chiêm bái luôn. Và cô bác anh chị nào mà nếu mà muốn theo dõi các hoạt động ở chùa cũng như là cái việc xây dựng chùa, tiến độ của cái cầu thang này á, thì có thể theo dõi trên kênh của Sư Thon. Sư Thon vừa mới tạo một cái kênh YouTube mới nè. Dạ. Kênh tên gì vậy Sư Thon? Dạ kênh của sư tên Sư Nhỏ TV. Dạ. Tại sao lại lấy cái tên kênh Sư Nhỏ vậy? Dạ tại sư nhỏ tuổi, sư nhỏ mới để tên Sư Nhỏ TV luôn. Đây chia sẻ mọi người là Sư Thon á là đã từng 2 lần chết đi sống lại nè. Và dạ đã hiện giờ là 32 tuổi nhưng mà người y như em bé khoảng 6-7 tuổi à, nhìn rất là dễ thương. Cho dạ nên là bà con ở đây đặt tên một cái tên đó là Sư Thon. Dạ. Làm xin lỗi là sư nhỏ đúng còn rồi. Đúng ra là đầy đủ của sư là gọi là sư thôn và là gọi là sư phó, là người là phó trụ trì ở ngôi chùa này á. Dạ. Chức sắc còn lớn lắm á. Dạ. Và nếu mà có bác chị nào có muốn theo dõi các hoạt động của chùa có thể cùng đăng ký kênh và theo dõi các clip ở trên kênh Sư Nhỏ TV nha mọi dạ người. Dạ rồi, sư cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chào tạm biệt ha. Dạ, chào dạ tạm biệt mọi người nhé, đăng ký kênh Dư Phong Bụi quá nha. Dạ, cho anh Phong Bụi đạt được nút vàng luôn. Nút vàng. Cảm ơn sư Thon ha. Dạ.